nói tất cả quý vị và các bạn đã đến với Chuyện Đêm Muộn. Đây là series kể chuyện ma tâm linh của mình, và đây là nơi mà mình chia sẻ cũng như là sưu tầm những câu chuyện của chính bản thân, gia đình cũng như bạn bè đã chứng kiến những cái chuyện tâm linh, thì mình kể lại cho tất cả quý vị. Mong các bạn ủng hộ. Thì tiếp tục cái câu chuyện về bản thân mình cũng gia đình, thì cái thời đấy là mình nhớ là mình khoảng lớp 6, à không, 6 tuổi, lớp 1, lớp 2, lớp 3 gì đấy, mình không có nhớ rõ lắm. Thì cái ngày hôm đấy là ở trong quê mình, trong quê, thì từ nhà mình đi về quê, gọi là quê thôi, chứ là nơi sinh ra của ông bà nội, thì cách nhà mình khoảng 5 đến 10 km. Thế thì hôm đấy là gọi là ở làng. Thì hôm đấy ở làng có gia đình có người anh em mất, thế nên gần như là cả gia đình đi về làng để mà viếng đám tang cũng như là làm các thủ tục về đám tang. Thì lúc đấy thì buổi chiều tầm 1-2 giờ thì mình cũng đi về cùng gia đình, đi về cùng gia đình đến tầm 4-5 giờ chiều. Thì lúc đấy thì thật ra là trẻ con mà, thì những cái chừng đám ma đám nhất thì thật ra trẻ con ở cũng không có tác dụng gì, quấy nhiễu phiền gia đình, nó trông cũng mất thời gian. Nên là lúc này gia đình mới bảo là thôi, cho thằng Tú với thằng Hoàng, tức là Hoàng là người anh trai con bác của mình đó, thì cho hai thằng nhỏ ấy. Lúc đấy hai anh em có khoảng độ lớp 1, lớp 2 thì cũng 7-10 tuổi gì đấy. Thì bảo thôi cho chúng nó về nhà đi, ở đây vướng tay vướng chân quá. Đó. Thế thì lúc này người nhà mình mới đèo chở xe máy, đèo mình và người anh trai đi về nhà. Và mang theo ít đồ ăn, gọi là lấy nguyên một mâm đồ ăn, xôi, gà, tất cả mọi thứ để mà mang về cho chúng nó ăn. Đó. Thì lúc này về đến nhà là tầm 5 giờ chiều. Thì mọi thứ là bình thường. Thì cũng như tập trước mình đã kể tại nhà mình ngày xưa là cái quay lưng về phía đường và có cái sân rất là rộng ở trước cửa. Đó. Thì thành ra là cái lưng nhà mình, cái đằng sau nhà mình đó chính là cái hướng, là cái đường gọi là đường cái đó, đường tỉnh lộ đó. Thế thì khi về nhà xong thì đến tầm 5:30-6 giờ chiều thì hai anh em mới mang cái đống đồ ăn ra trưng bày lên bàn để ở phòng khách để mà đánh chén, gọi là ở nhà cháu cái việc gì làm chứ có ăn với chơi được trẻ con mà. Thì bày biện hết ra thì nó chập tối tầm 6 giờ chiều. Thì mình nhớ không nhầm là cái thời điểm đấy thì nó cũng cuối hè vào thu, trời ở ngoài Bắc thì bắt đầu trời tối nhanh hơn. Nó khi mùa hè thì 6 giờ tối thì thật ra trời vẫn còn sáng, nhưng mà khi vào mùa thu mùa đông thì 6 giờ tối thì trời bắt đầu đã nhá nhem tối rồi. Đó. Thì lúc này nhà không có ai, có hai anh em thôi. Đó. Thì lúc này khi mà đang ngồi ăn ấy, thì mình, người anh trai của mình thì ngồi ăn rất là ngấu nghiến ngon lành, còn mình thật ra cái thời điểm đấy mình cũng hơi tăng động một tí. Đó. Kiểu trẻ con ngồi ăn một bữa cơm không bao giờ bình yên hết. Đó. Nhảy nhót múa gào thét đủ kiểu, thế là chơi chán đi. Thì bắt đầu ngồi vào mâm. Ngồi vào mâm thì thật ra lúc đấy mình cũng chưa có ăn này. Bắt đầu cầm bát đũa ra gõ, gõ lên canh 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 canh. Nó rồi nêu ngao, hát hò, cào tét. Thì lúc đấy thằng anh mình nó mới nói là: trời ơi mày ăn đi, bát đũa mày gõ như thế thì gọi ma lên à. Đó. Thì không biết là trong miền Nam thì mọi người có cái tập tục đấy hay không,
chứ người Bắc thì thật ra họ cũng kiêng kỵ cái chuyện là gõ bát gõ đũa đó. Thế nhưng mà mình thì lúc đấy thì bản thân mình thì mình đâu có biết gì và mình đâu có tin, đâu có sợ, nên là mình vẫn cứ tiếp tục mình gõ, mà em cứ gõ là không sao, chả sao cả, cứ gõ đó. Thì lúc này gõ được khoảng độ 5-10 phút thì cái ông anh trai mình cũng ăn xong, ông ấy để lại cái mâm ở trên bàn ở phòng khách. Ông ấy leo, bởi vì cái nhà quê nội của mình ngày xưa, cái nhà ông bà nội là cái nhà nó là nhà ngang rất là rộng, nên là gần như là phòng khách ở giữa và các cái phòng bên cạnh thì nó xung quanh đó. Thế là ông anh mình đi về phòng thì cũng ngay phòng khách thôi, nằm đó, bởi vì ăn no quá là lão nặng. Thế thì còn mỗi mình thì mình vẫn tiếp tục mình gõ chán nó, bắt đầu mình mới cầm đũa lên mình ăn. Thế thì đang ăn thì tự nhiên nghe ngoài sân tiếng xào xạc của lá cây, tiếng xào xạc của lá cây. Thì mình nghĩ mà trời, không có gió rét gì cả, tại sao xào xạc? Thì mình lắng tai lên mình nghe, thì một lúc sau thì không có thấy, Thế khi mình bỏ qua cái chuyện đấy, mình nghĩ rằng thì chắc là gió thổi lá cây rung hay là con chó nhà mình nó đi lại quẹt, thì mình kể. Thế một lúc sau thì bất giác mình nghe tiếng, có cái tiếng bước chân đi dần vào gần cửa cái phòng khách, bởi vì đằng trước là sân, lúc cái trời nhá nhem tối nhìn ở ngoài không còn rõ nữa. Thì mình nghe cái tiếng bước chân càng ngày đi càng gần, cảm tưởng như là bắt đầu đến cái cửa rồi. Thì không hiểu vì lý do gì mà chính bản thân ông anh trai mình cũng cảm nhận được cái điều đấy, mà ông ấy không nói đâu, nhưng ông nằm trên giường nhưng ông cảm nhận được. Thì khi mà cái tiếng bước chân nó tiến lại gần đến cái cửa thì lúc đấy mình sợ quá đó, mình hét lên và mình chạy thẳng vào trong phòng của ông anh trai, nhảy lên giường và đắp chặt kín mít lại, và lúc đấy là gào thét là sợ. Thì ông anh trai mình đã gần như là đã hiểu câu chuyện là đang có vấn đề gì xảy ra đó. Thì nằm trên giường, cái tiếng bước chân nó đi lại loanh quanh ở ngoài sân lẹt quẹt. Thì lúc này gần như là 5 phút đồng hồ, hai anh em trùm chăn kín mít, hai người im lặng lắng nghe để xem có tiếng hay là có người nhà đi về hay là hàng xóm sang chơi hay như nào đấy. Nhưng thật không có một tiếng động gì ngoài cái tiếng bước chân đi lẹt quẹt. Và lúc này thật sự ra là lúc này là ông anh trai ông sợ quá nên là ông tung chăn ông bỏ chạy. Thì để mà chạy ra ngoài đường ấy, thì nhà mình vẫn phải chạy qua cái sân, thì phải băng ra cái cổng ra ngoài đường được. Nhưng mà lúc này ông anh trai mình gần như là ông lấy hết sức bình sinh để mà chạy, gọi là chạy chết ấy. Thì bật tung chăn bỏ chạy, thì ông ấy chạy ra nhà hàng xóm, ông la hết, ông chạy ra nhà hàng xóm. Thì lúc này thật sự là mình không biết gì, mình không còn nhớ nữa. Thì một lúc sau, cái này là lời ông anh trai mình kể lại khi mà quay về. Thì một lúc sau thì anh trai mình mới gọi hàng xóm sang, gọi là để giải nguy giải cứu đấy. Thì khi mà hàng xóm chạy sang cùng ông anh trai chạy sang thì vào đến phòng kéo cái chăn xuống, thì lúc này là mắt mũi trợn trừng và tiếng tái là không nói nên lời đó. Một lúc sau mọi người hoàn hồn ngồi dậy rồi uống nước tất cả mọi thứ thì mới bình tĩnh trở lại. Vì thật sự ra là cái cảm giác lúc đấy, nếu mà các bạn trải qua các bạn sẽ rất là sợ. Bản thân mình kể lại thôi mà đã nổi hết cả gai ốc liền, bởi vì đây là những cái trải nghiệm hết sức là chân thực của mình đó. Thì đó là một cái tình huống mà kể từ đấy mình không bao giờ dám mà để gõ bát đũa, cũng như là làm những cái chuyện gọi là người lớn người ta hay nhắc là không nên làm trong những bữa ăn.
thì tiếp tục câu chuyện. Thì sau đấy một vài năm, sau một vài năm thì gia đình mình chuyển đi mua một cái miếng đất khác để sống. Bởi vì lý do là cũng có một câu chuyện, nó cũng một chút xíu tâm linh và một chút xíu gì nữa gọi là vượt ra khỏi hẳn cái tâm linh đó. Thì mình không biết giải thích như thế nào, thì mình cũng xin phép kể cho các bạn để cùng biết. Thì như tập trước mình đã nói là gia đình nhà mình sống ở một cái bãi đất, tức là một cái khu đất rất là rộng của ông bà nội đó, nên là xây cái nhà mình, nhà ông bà nội và đến nhà chú mình, tức là ba nhà sát nhau cùng một cái mảnh đất, cùng một mảnh sân, và quay lưng lại với cái lòng đường đó, với cái đường quốc lộ, với cái đường cái để đi. Thì tại sao quay lại? Bởi vì thật ra phía bên kia của con đường, tức là đối diện cái đường đó, mé phía bên này là nhà mình, còn phía bên kia thì nó lại là một cái núi. Bởi vì chỗ mình là bốn vị là núi. Thì cái núi đấy thì thật ra trước đây đã có rất nhiều cái lời đồn về cái ngọn núi cạnh nhà mình. Nếu như bạn có dịp đến thì các bạn sẽ thấy là cái ngọn núi ở phía nhà mình, nếu nhìn từ xa thì nó rất giống như một con sư tử, như một con hổ đang nằm vậy đó. Nên là người ta đồn rằng là gì, hỡi cái nhà nào mà xây nhà mà vào cái phía đuôi hoặc là phía đầu của cái con hổ đó thì sẽ gặp những chuyện không may. Thế thì nhà mình thì là ở giữa, nên là cũng không có vấn đề gì, nên là bao nhiêu đời nay thì ông bà vẫn sống ở đấy. Thế nhưng mà ở cuối đường, cuối con đường đấy thì là nhà hàng xóm của mình, thì có một nhà xây nhà ở trên, gọi là sát cái núi luôn, chứ không phải bên đường dãy bên này của nhà mình, mà ở dãy bên này cơ. Tức là họ xây nhà bám sát chân núi, và gần như là họ lấn lên một chút xíu ở trên cái núi đấy để xây thành cái nhà. Và không may cho họ là cái vị thế đấy nó lại là đúng vào cái đuôi của con hổ đó. Thế thì năm đấy thì có một sự việc xảy ra như thế này. Thời tiết chỗ mình thì mùa hè thì rất là nóng, tối đến chiều tối thì lạnh, nhưng mà ngày thì nóng. Và những cái mùa hè là những mùa khô, nên là thời tiết rất là ít mưa, gần như là đất cát nó khô cằn đó. Nên là mỗi khi có trời mưa thì làm cho đất ở đấy nó đang khô cứng mà nó có nước, nó rất là xốp đó. Thế thì ngày hôm đấy thì mình còn nhớ, thì mình cũng nhỏ thôi, chưa lớn đâu, thì mình đi học về thì lúc đấy trời bắt đầu mưa, trời mưa lâm thâm, kiểu dạng như là nắng nóng lâu ngày nên trời có mưa. Thì hôm đấy chiều đến đi học về, mình còn nhớ nhá là mình đang xem kênh hoạt hình, phim hoạt hình, và cái bộ phim đấy là bộ phim Head Queen. Nếu bạn, chắc là các bạn mà ở cái thời đấy bạn sẽ biết cái hoạt hình Head Queen đó. Thì đến cái tập mình còn nhớ như in, đó là khi mà đang chiếu đến cái tập là Head Queen làm cái hành động gì đấy mà rung chuyển núi rừng, lở đất cát ra. Thì vừa xem cái đoạn đấy thì tự nhiên mình cảm giác được là cái, mình ngồi ở phòng khách thì mình cảm giác được là tự nhiên nó trời đất nó cảm giác nó bị rung rung. Thì lúc này chú mình từ trong nhà chạy thẳng vào phòng khách, nó từ bếp chạy lên, chạy vào phòng khách và bế mình chạy ra sân đó. Chạy, mình chỉ nhớ cảm giác như vậy, tức là nó xảy ra rất nhanh, tức là bế mình chạy ra sân. Thì khi chạy ra sân thì hai chú cháu mới ngước nhìn lên thì ở cái sau nhà mình chính là cái núi đó. Thì ngước nhìn lên thì ở trên đỉnh núi là nó có một hòn đá rất là lớn, nó to bằng khoảng bằng cái giường của chúng ta đó, cái giường 2m8
là 1m8, 2m thì cái giường nó lăn từ trên cái đỉnh núi lăn xuống. Bởi vì thời tiết lâu ngày nắng nóng, đây là đất cát nó bị sốt, đây là nó dễ mà nó lở. Thì nó lăn thẳng xuống nhà mình, cái hướng của nó lăn thẳng xuống nhà mình. Nhưng mà khi mà nó lăn đến giữa ngọn núi thì nó va phải những cái gốc cây, cây tre, và nó va phải một hòn đá khác, nên là nó chuyển hướng, nó lệch hướng cái hòn đá đấy lên, và nó lăn chéo đi, từ lăn thẳng này nó lăn chéo đi như thế. Thì nó lăn xuống chân núi thì vào đúng cái nhà mà xây sát chân núi đấy. Thì lúc này nó mọi thứ xảy ra rất nhanh, nó chỉ khoảng có vài giây thôi thì đã nghe thấy tiếng rình một cái rất lớn, và cả một khu xóm như vậy khói mù mịt, tưởng tượng như là bom nguyên tử mà khói mù mịt. Thì lúc này là tiếng gào thét, tiếng khóc đã vang lên, vừa xảy ra tích tắc mà đã vang lên. Thì lúc này sau khi xong như thế thì mình cùng chúng chạy ra đến đường cái, thì gia đình mình không cho chạy tới đấy xem, bắt ở trong nhà để bố mình cùng với gia đình cùng chú mình chạy tới đấy xem có cái chuyện gì. Thì thật là buồn, rất buồn. Cái này thì đây là những câu chuyện thật nên mình cũng xin phép mình kể. Là lúc đấy là hòn đá lăn xuống, thì trong nhà đấy thì mình nhớ không nhầm mình như có 5, 6, 7 người, 7 đứa trẻ con đang xem hoạt hình. Nó đang xem hoạt hình đúng cái giờ mình đang xem, thì họ cũng đang xem. Thì hòn đá lăn xuống lăn qua nhà, nát luôn cái nhà và cán nát luôn 6 người như vậy, nát luôn 6 đứa trẻ con. Và cái hòn đá nó lăn tan qua nhà và nó dừng lại ở giữa đường, tức là nó lăn xuống phá tan cái nhà và nó nằm ở giữa đường, trên nhìn giữa đường đó. Thế thì lúc này bố mình với cùng các người hàng xóm mang xà beng, mang tất cả mọi thứ để cậy lên, cậy hòn đá lên, bởi vì dưới hòn đá là mấy đứa trẻ con. Thì lúc này bố mình cậy lên thì mặc dù là không biết là nó còn sống hay không, cái thời điểm đấy thì không biết còn sống hay không, nhưng mà cũng bế mỗi người một xe, bế chúng nó đi ra bệnh viện. Thì dự ra là chỉ còn một người còn sống, gọi là tàn phế, còn lại là chết hết. Mình nhớ là bố mình về, coi như là lúc này khi mà đưa các cái nạn nhân đấy đi vào bệnh viện ấy, thì về coi như là cái áo ướt sũng, ướt đẫm hết toàn máu, áo trắng mà đỏ chót đó. Và cái hòn đá nó nằm chỉ nhìn ở đấy phải mấy tháng trời, bởi vì không hiểu lý do gì mà người dân mà không ai phá, không ai đập đi, hay là một lý do nào đó mà người ta không đập. Và kể từ một cái vụ tai nạn như vậy thì cái góc đường đó tự nhiên người ta có cảm giác như là có một cái gì đấy tâm linh ở đó, ban ngày cũng như ban đêm. Nếu như mà có một người lạ đi qua đường, đi xe đạp, xe máy hay bất kể di chuyển qua, thì đều gặp một cái sự cố ở ngay cái địa điểm ở chỗ hòn đá đấy đó. Bởi vì là sau khi cái vụ xe tai nạn nó xảy ra thì khoảng mấy tháng sau thì người ta mới bắn mìn vào đấy để phá hòn đá để mang đi. Thế nhưng mà nỗi ám ảnh của người dân, của chòm xóm ở đấy, cũng như của gia đình mình rất là lớn. Gần như là mọi người đã bị ám ảnh, bị sợ. Tối đến thật sự không ai dám đi qua cái con đường đấy, không ai dám đi qua, dù chỉ là lướt qua, đi nhanh qua, hay là mấy người đi qua, thì ai đi qua cái góc đường đó cái cũng đều cảm nhận được có một cái gì đấy rất là đặc biệt đó. Nhiều người trong xóm, nhiều gia đình, kể từ ngày có cái xảy ra cái tai nạn như vậy thì họ cũng rất muốn được chuyển đi. Mình nhớ có một lần cũng khá là muộn, tầm 11 giờ đêm, thì bố mình thì hay hút thuốc đứng ở cổng thì nhìn ra đường. Thì hôm đấy bố mình mới thấy rằng là có cái đốm đỏ đỏ ánh sáng bay xung quanh hòn đá. Bởi vì lúc đấy cái thời điểm
mà bố mình nhìn thấy thì lúc đấy hòn đá nó vẫn chưa được phá, nó vẫn nằm giữa đường luôn. Thì bố mình bị sợ lắm. Và tại sao mà đêm xuống rất là muộn, 11, 12 giờ đêm mà lại có cái đốm sáng bay xung quanh lập lòe cái hòn đá đấy. Thế nhưng mà về sau thì bố mình cũng rất là người lớn mà, rất là can đảm, cầm đèn pin trong đêm tối chạy ra đây xem có cái chuyện gì. Thì chạy ra đến nơi thì tá hỏa ra là có cái bà kia, bà cầm một đống hương, bà chạy xung quanh hòn đá đấy, bà vái, bà lạy, bà khấn. Thì bố mình mới hỏi là tại sao lại đêm rồi lại khấn như thế. Thì bà ấy kể rằng là mấy đứa cháu nhà bà ấy đêm không có ngủ được, không hiểu sao mà những đứa trẻ con nó rất là nhạy bén với chuyện tâm linh. Nó có vài tháng tuổi, vài ba tháng tuổi mới đẻ mà kiểu gì kiểu nó không chịu ngủ, nó cứ khóc. Thế nên là bà ấy cầm cái bó hương bà ra bà khấn. Thì một hồi khấn xong thì đứa trẻ con ở nhà cũng đã ngủ được rồi, thì bà mới về. Thì kể từ đấy thì gia đình mình cũng cảm thấy sợ và muốn là kiếm một cái mảnh đất khác, mua mảnh đất khác xa hơn cái ngọn núi để mà xây nhà, để làm ăn sinh sống đó. Thì một thời gian sau thì gia đình mình cũng chuyển đi kiếm một mảnh đất khác và chuyển đi. Nó cũng khá xa, cách thật ra cái thị trấn mình sống rất là nhỏ bé nên là cách xa khoảng độ 200-300 mét là đã rất là xa rồi. Thì nhà mình mua đất ở một cái khu ruộng. Thời đấy thì đường bắt đầu có đi qua cái đường ruộng đấy. Ngày xưa ở cái khu đất nhà mình mới xây đó, nó là ruộng thôi, bao la bạt ngàn chỉ là ruộng, nó là nương. Người ta thường thì trông ở các cái gọi là nông sản ngô khoai sắn ở đấy. Thì sau này khi mà phát triển hơn, người ta bắt đầu cắt lô, cắt thửa ra để người ta bán cho những người muốn xây nhà đấy. Và đường, các cái đường lớn cũng bắt đầu mở qua cái khu đất đấy. Thì nhà mình mua một mảnh đất và xây nhà ở đó. Thế thì có một câu chuyện tại cái khu đất mà mình mới mua, mới xây nhà ở đó. Thì quanh khu đấy ngày xưa, như mình đã nói, đó là họ trồng ngô khoai sắn. Vậy thì có một câu chuyện của một cái người đàn ông này. Giờ thì chắc là ông đã rất là lớn tuổi rồi. Cái thời điểm mà ông kể lại câu chuyện này cho mình, cho mọi người nghe, là ông cũng đã 60, 65 tuổi. Mà mình còn nhớ như in là cảm giác như khi lúc mà ông kể lại câu chuyện này mà ông vẫn còn run. Thì các bạn biết là nó ghê gớm như lúc nào. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện đấy cho các bạn, chia sẻ các bạn cùng biết. Thì cái thời mà còn là ruộng nương, chưa có nhà cửa, người dân họ trồng ngô khoai sắn, thời đến nghèo lắm. Ông ấy kể rằng là mình xin phép đặt tên là ông A đi cho mọi người dễ hình dung. Cái thời đó ông A còn trẻ, gia đình có một cái bãi ngô rất là rộng ở cái khu đất đó. Thì thời bao cấp còn nghèo nên là gần như là những cái lương thực thực phẩm đó mình phải trông coi, bởi vì dễ là có trộm cắp. Thế cho nên là hàng ngày tối nào cũng vậy, thì ông A cùng vài người bạn đi trông những cái gọi là ruộng ngô của gia đình nhà mình. Tối nào cũng vậy, hàng ngày thì chăm sóc, đó có thể là cày cấy chăm sóc, tưới bón cho cái ruộng ngô. Còn ban đêm thì thay phiên nhau để đi trông ngô. Đó, chỗ mình người ta gọi là trông ngô. Thế thì
vào một tối hôm nọ. Tối hôm đó thì ông A ông đi trông ngô, thì hôm đó thì nhà hàng xóm mọi khi có người đi cùng, nhưng hôm đấy này mọi người không có ai đi hết, nó có việc bận nên là gần như có một mình ông A để đi trông ngô. Thì cái đêm hôm đấy thì trời cũng trăng cũng sáng lưỡi liềm, tức là cũng không quá là sáng, nhưng mà vào mùa hè nên gần như mọi thứ trong đêm nhìn rất là rõ. Cái thời đó thì gần như đèn pin nó là một cái chuyện rất là hiếm hoi của các cái gia đình, mà trông ngô thì nó lại là một cái câu chuyện, tức là nó quá quen thuộc rồi, quá quen thuộc. Mà hơn nữa thì đêm hôm đấy có trăng nên là ông A ông không có chuẩn bị nhiều đèn đó hay là gì để mà đi soi. Thế thì lúc này cái thời điểm đó thì ông A cũng là thanh niên, cũng tầm hai mấy chưa đến 30 tuổi đâu, còn rất là trẻ. Thì ông đi trông ngô như vậy thì ông chỉ mang theo một gói thuốc và một cái hộp diêm. Thì đi trông ngô thì đến tầm 10 giờ 11 giờ thì cứ ngồi ở bờ mương để mà trông. Thì không gian ở một cái, các bạn tưởng tượng là không gian ở ngoài ruộng ấy, nó bao la bạt ngàn, im thiên thít, chỉ có tiếng ếch nhái kêu, chỉ có những cái cơn gió thổi vào những cái lá cây của bụi ngô kêu lào xào. Và mùa hè vào những đêm như vậy thì thật sự là cảnh thì mát mẻ, cảm giác mình được sống ở cái tuổi thơ như vậy, mình thấy rất là vui, đom đóm bay. Thì ông A này ông ngồi trông như thế thì cũng chán, đi qua đi lại, đi từ ngồi bên bờ lên này sang ngồi đến bờ bên kia. Thì lúc này ngồi đến tầm 11 rưỡi, ngồi tầm 11 rưỡi thì rất là mỏi nên là đứng dậy vươn vai. Thì đang vươn vai thì có một cái tiếng nói ở đằng sau lưng vọng lại, họ nói là cho họ mượn cái hộp diêm để mà hút thuốc. Thì bình thường thì khi mà đi trông ngô đó thì gần như là gặp rất nhiều hàng xóm rồi là những người đi trông cùng, nên cái chuyện mà mượn một cái hộp diêm để mà châm cái điếu thuốc nó rất là bình thường. Nên là cái ông A này ông ấy không có bận tâm, ông rút từ trong túi ra cái hộp diêm và quay lại để đưa cho người đằng sau. Thì vừa mới quay lại thì không thấy người đấy đâu cả. Thì ông này ông gãi đầu gãi tai, ông bảo trời ơi, chưa kịp đưa cho mà đã đi đâu mất rồi. Thì ông cũng bình thản, ông lại quay lại bình thường, cái ông đang quay người đằng sau như vậy thì ông quay lại đó, quay lại thì ông vừa quay lại thì cái tiếng nói lại vọng lên là cho mượn cái hộp diêm. Thế thì lúc này ông này ông quay mắt lại, bởi vì hộp diêm vẫn đang cầm trên tay. Thì vừa dứt cái câu đấy thì ông quay mắt lại thì cũng không thấy bóng người nào cả. Thế thì lúc này ông đã bán tính bán nghi rằng có một cái chuyện gì đấy, một cái gì đấy đang ở đằng sau mình, không phải người. Thì ông nói là thôi nghe, là đừng có trêu, bởi vì là tôi đang đi trông ngô chứ tôi cũng không có làm gì, đừng có mà trêu tôi. Thế thì ông vừa nói như vậy xong thì quả nhiên không có tiếng gì nữa, không có tiếng gì. Thì lúc này ông lại nghĩ rằng là thế chắc là có ai trêu, có người nào đấy đi trông ngô họ trêu đâu. Thế nên là ông từ từ ông ngồi xuống. Thì lúc ông đang ngồi dần xuống cái bờ mương thì có cảm giác như ai đó đang vỗ vào vai mình, vỗ này, và vẫn cái câu nói đấy, đó là cho mượn cái hộp diêm. Thì lúc này ông chắc chắn khẳng định rằng là đây không phải người rồi, đây là một cái thế lực gì đấy rồi. Thì lúc này ông A ông mới nhớ lại,
Thế cái người xưa người ta thường dạy là nếu như mà mình đã nghi được sau mình là không phải là người thì lúc này mình nên là nhìn qua háng, cúi xuống nhìn qua qua háng mình thì sẽ thấy. Thế thì lúc này ông trong cái tư thế là ông chưa ngồi hẳn xuống, ông hơi nhón người đứng dậy rồi cúi xuống để nhìn qua háng mình. Thì lúc này ông thấy có một cái bóng đen rất là lớn đứng sau mình mà không thấy mặt, chỉ thấy rằng là cái mắt họ sáng ngời, mắt họ sáng trưng và đang nhìn vào ông. Thế thì lúc này ông sợ quá, ông đứng phát dậy và gào thét chạy một mạch từ ngoài bãi ngô về đến nhà. Và kể từ đấy rằng là ông không bao giờ ông dám đi trồng ngô cho gia đình nữa. Đây là một câu chuyện hết sức thật, vì cái thời điểm mình được nghe lại từ chính cái người chứng kiến đó, ông A đó, thì là ông ấy đã khá là già rồi, khá là già. Và lần nào ông kể, bởi vì ông hay kể cho các cháu, đó, cho con cháu nghe về những câu chuyện mà ngày xưa cái thời còn trẻ, thời bao cấp, ông sinh sống như nào, thì trong đó luôn có cái câu chuyện mà ông gặp ma lúc đi trồng ngô. Thì lần nào cũng vậy, ông kể đến cái lúc mà đến cái giai đoạn ông nhìn thấy thì lúc nào ông cũng run run, chân tay run và nói lắp bắp. Thì lúc này mình mới cảm nhận được là cái người chứng kiến họ ám ảnh, họ sợ đến như thế nào. Và vừa rồi thì mình vừa kể cho các bạn một vài câu chuyện xung quanh mình về tâm linh. Và mong các bạn là theo dõi kênh, đăng ký theo dõi kênh và bình luận ở phía dưới để xem là có những cái mong muốn như thế nào thì mình sẽ làm những video tốt hơn, hay hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong số kể chuyện ma, chuyện đêm muộn trong số tiếp theo. Xin chào các bạn.